Dạ con chào cô nha. Dạ cô chào. Dạ vâng, cô cho con xin phép được hỏi cô tên là gì? Cô Trần Thị Bé Sáu. Cô đến từ đâu? Cô ở Kiên Giang. Cô ở Kiên Giang ha. Đúng. Và hôm nay thì cô lên đây nhờ đội hiệp sĩ người Thanh Hải giúp đỡ vụ việc gì? Cô có con gái nó có chồng bệnh chung và nó về thăm cô nó bệnh đau đầu đó, rồi cô mới điều trị cho nó. Thì nó về nhà sao mà mấy ngày sau nó đi mất tích thì cô không biết nó ở đâu. Dạ. Lên đây nhờ đội hiệp sĩ anh Thanh Hải với nhờ các anh em hiệp sĩ này đồng đội hiệp sĩ đang tìm kiếm giùm, giúp giùm cho con cô. Dạ, cô cho con xin phép được hỏi con gái nhà mình tên là gì? Nguyễn Thị Diễm Chân. Nguyễn Thị Diễm Chân ha. Dạ. Con gái nhà mình năm nay bao nhiêu tuổi rồi cô? Nó sinh năm 90 đó. 90 là 34 tuổi. Đúng rồi. Là như cô chia sẻ là con gái nhà mình đã có gia đình. Có gia đình. Và gia đình là bên Trung Quốc đúng không ạ? Đúng. Và con gái nhà mình về Việt Nam. Dạ, về thăm cha mẹ. Để thăm gia đình ở bên Việt Nam. Ừ. Và cũng có bị bệnh về đau đầu. Đau đầu. Và khi đi điều trị thì về thì bỗng mất tích. Dạ. Thì con mời cô chia sẻ chi tiết cụ thể hơn đi ạ. Là con nhà mình về Việt Nam khi nào? Về 25 tháng 11 ạ. 25 tháng 11 âm lịch dương. Dương ha, của năm 2022. Đúng rồi. Tới thời điểm hiện tại thì cũng được 4 năm tháng rồi. Dạ, 4 tháng rồi. Dạ, gần 4 tháng. Dạ. Dạ. Thì khi mà con nhà mình về Việt Nam, mục đích chính là thăm gia đình đúng không ạ? Thăm cha mẹ. Tết. Và đi điều trị ở bệnh viện khi nào? Đi điều trị ở Kiên Giang, tỉnh Kiên Giang, tỉnh nhà luôn. Dạ đó. Vâng, là vào thời điểm nào á cô? Vào ngày, cô quên, mình không có đem giấy theo đó. Dạ. Ngày, có tức là trị. Con nhà mình bị bệnh tình, bệnh lý gì ạ? Bệnh lý đau đầu á, nó nhức đầu khi nó quên nó nhớ. Dạ. Thì nó không nhớ nữa. Và điều trị ở bệnh viện thì bao lâu cô ha? Đó, chừng khoảng 2 tuần. 2 tuần. Rồi giờ xuất viện về rồi chừng đâu một tuần thì nó đi, không biết nó đi đâu. Tức là điều trị ở bệnh viện về sau một tuần thì đi. Thì khi mà điều trị ở bệnh viện về rồi á, thì cô thấy dấu hiệu của con nhà mình có gì khác lạ bất thường không? Có, nó nói là nó đau đầu, nó nói chế nó là em đau đầu quá à. Em không có nhớ gì, tới hồi nhớ tới hồi không. Đó. Thì cô tính định là về đây rồi mình mới đi lại tái khám nữa. Nhưng mà có một tuần nữa thì nó đi trước rồi. Là thì cô đi. Bây giờ nhờ đội hiệp sĩ anh Thanh Hải tìm kiếm giùm con gái cô. Dạ. Mau về quay về gia đình, nhờ cộng đồng mạng chia sẻ giùm. Khi về thăm gia đình ở Việt Nam thì con gái nhà mình có tâm sự chia sẻ gì không cô ha? Không, nó cũng vui vẻ bình thường nhá. Vui vẻ bình thường đúng không ạ? Có bao giờ than phiền cuộc sống lấy chồng ở bên Trung Quốc không ạ? Không, tại vì cô có từng qua bển cô biết. Theo như cô đánh giá thì con gái nhà mình lấy chồng bên Trung Quốc có được hạnh phúc không? Đúng, có hạnh phúc, tại vì cô có qua. Thường xuyên cô gọi hoài. Chàng rể của cô có đối xử tốt với con gái nhà mình không ha? Tốt luôn. Tốt, rất là tốt đúng không ạ? Dạ vâng. Thì trước cái thời điểm con gái nhà mình đi thì ngoài bệnh tình đau đầu ra thì con gái nhà mình còn biểu hiện gì khác hơn không? Nó nói khi là lúc nhớ lúc quên gì đó. Lúc nhớ lúc quên. Nó đau đầu, nó nói với chế, nó với mẹ lại cô nè. Nó mẹ sao con đau đầu, sao con mệt mỏi quá, cái đầu con nó hay nhức đầu mà nó khó chịu mới chở đi bệnh viện á, điều trị á. Rồi khám nó cái đầu nó đau rồi nó người ta nói để theo dõi. Người ta điều trị tí nữa. Thì đó thì cô mới về cho nó về rồi cô tính tiếp tục đi ra khám nữa đó. Cái khám nữa nhưng mà nó đi rồi cô không biết nó đâu nhờ đội anh hiệp sĩ Thanh Hải với anh Công Trần với đội hiệp sĩ anh em trong các đội nè tìm kiếm giùm cô. Nhờ cộng đồng mạng chia sẻ giúp cho cô, con cô mau quay về gia đình. Nếu mà con gái cô có thấy cái hình này, nếu cô mà mẹ đã lên tìm con như vậy, mẹ với cha đau rất đau lòng lắm. Con cái đồ với chồng đồ rất đau lòng lắm. Nhờ con thấy cái clip này con mau quay về gia đình. Dạ cô ơi, thì khi con nhà mình bỏ đi như vậy có đem theo phương tiện tài sản quần áo gì không? Đi thì có đem cái điện thoại theo, còn đồ đạc bỏ lại hết. Nhưng tiền thì cả 100 triệu cho người với vàng gần một cây ngoài vàng bởi từ đó chỗ đó cô mới sợ. Tức là khi đi con gái nhà mình đem 100 triệu. Mình trong mình nó 100 triệu. Một cây vàng là vàng 24 hay là vàng 18? 18. Vàng 18 thì cũng hơn trị một giá, cây lận. Trị giá ba mấy 40 triệu. Đúng rồi. Là tổng cả là cũng 140 triệu. Đó đó. Đúng không ạ? Đó. Có đem theo phương tiện xe cộ gì không ạ? Không. Là chỉ đi đem tài sản. Đem quần áo là có đem quần áo được không? Không đem ha. Chỉ có điện thoại thôi. Và cái thời điểm đi đấy là đi hôm đi lúc buổi sáng hay buổi chiều cô? Buổi chiều ngày 7 tháng 3 là dương lịch đó.
2023 là cỡ khoảng 5 giờ chiều. À, ngày 7 tháng 3. Ừ. Ngày mùng 7 tháng 3 năm 2023, tức 23. Là mới đây. Mới đây, tuần lễ đúng không? Bữa nay là thứ ba lần tuần lễ đó. Dạ, thì cô đã đi tìm được những đâu ở Việt Nam? Cô đi tìm ở Kiên Giang, tỉnh Kiên Giang, với huyện Vĩnh Thuận. Tại trong huyện trong tỉnh mình kiếm nhưng mà không gặp. Em mới nhờ lên đây nhờ. Khi mà về thăm gia đình nhà mình thì con gái nhà mình đem nhiều tài sản về để thăm để có cho cha mẹ gì không? Thì nó có cho, nó nói là kiểu như để cho cô, nhưng mà cô nói thôi để tiền cho con đi. Tại vì mỗi lần về cũng vậy thôi. Nhưng không ngờ đợt này nó có cái bệnh gì cô không biết mới chở nó đi. Tức là cái hơn 100 triệu và một cây vàng đấy là tâm nguyện của con gái nhà mình về thăm gia đình để mà cho biếu cho cha mẹ đúng không ạ? Chắc nó cũng mở lời cho nhưng mà cô chưa có nhận. Dạ. Nó mới về. Cô mà. Thì thực chất bản thân cô là bậc làm cha mẹ thì không cần những cái đấy. Không nhận. Không chỉ nhận. Cần là con cái mình khỏe mạnh. Ờ, khỏe mạnh với hạnh phúc. Cuộc sống ấm no hạnh phúc là một đúng, điều. Đúng. Còn tiền bạc cô gia đình không cần. Không cần thiệt. Đúng ạ. Và lần này thì con gái nhà mình thì cách đây một tuần thì cũng đã bỏ đi và đem theo số tài sản gọi là rất là lớn. Dạ. Con số hơn 100 triệu thật sự rất là to. Ừ. Và bản thân cô cũng như gia đình rất là hoang mang, không biết con gái nhà mình đi đâu và về đâu. Không biết nó về đâu. Hiện tại cũng đã hơn một tuần rồi, gia đình nhà mình có liên lạc được không cô? Không được. Gọi là gọi thuê bao hay là như thế nào? Thuê bao. Thuê bao ha. Kiểu như không bản thân con gái nhà mình có quen các bạn bè ở Việt Nam không? Có cái các đó... mối quan hệ cô có kiểm soát nắm bắt được không ha? Thì cô cái đó nó riêng tư của nó, cô cũng không theo dõi yêu đó nữa. Dạ. Là cô không biết tới, không biết con gái nhà mình quen ai và đi chơi với ai đúng không ạ? Đúng rồi. Hiện giờ thì gia đình nhà mình đang gọi là không có một cái thông tin gì. Ừ, đúng rồi. Để mà biết là con gái nhà mình ở đâu. Đó, thì nhờ đây nhờ. Nên mà bản thân cô cũng như gia đình nhà mình rất là lo lắng. Nên hôm nay cô lặn lội hàng trăm cây số ở Kiên Giang. Kiên Giang lên tới đây để mà về Bình Dương. Nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ tìm con gái của mình. Đúng rồi. Thì cô có cái lời nào cô chia sẻ tâm sự nỗi lòng của cô gửi tới toàn thể cô chú anh chị cũng như gửi tới người con yêu dấu của cô, để nếu con gái của mình đang xem được cái video này hoặc bạn bè của em nó xem được video này sẽ giúp cho con nhà mình quay trở về. Con mời cô. Thì Diễm Trân ơi, mẹ lên đây tới là nhờ các anh em hiệp sĩ đội Thanh Hải, các anh em đang tìm kiếm con. Giờ mẹ lên tới đây thì mẹ nói với con, bây giờ con trong mình con có chứng bệnh đó, thôi con quay về đi. Nếu con nhìn coi cái clip này thì con quay về để cho mẹ điều trị cho con hết bệnh đó. Do cha mẹ đang trông đợi con về từng giờ từng phút vậy chân, cha mẹ đau lòng lắm, khóc hết nước mắt rồi. Bây giờ mẹ chỉ mong con về. Khi mà con gái nhà mình về Việt Nam thăm cha mẹ đẻ và bỏ đi như vậy thì bản thân cô có chia sẻ cái thông tin này cho chàng rể ở bên Trung Quốc biết chưa? Không, cô không dám cho. Không hả? Sợ lo lắng hả? Ừ. Dạ, và cô ơi, sợ nhưng đâu. Mà nếu mà quay lên như thế này thì con chắc rằng là chàng rể sẽ xem được đó cô. Thì nó có, con gửi cô có điện qua hỏi sao mà vợ về bên đây mấy tháng. Dạ. Rồi cô mới nhờ người tiếng Trung qua nói là đang điều trị con vợ nó bên đây. Rồi nó nói thôi vậy điều trị mà nếu hết thì cho về. Thì cô có thông tin qua về bệnh rồi. Nhưng mà chưa thông tin là con gái nhà mình bỏ đi đúng không ạ? Đúng rồi. Tại vì cô cũng đang đi tìm nó, đang cho nó gặp, đang điều không trị cho nó. Không muốn chàng rể bên Trung Quốc cho phải nó lo lắng. Đúng rồi. Dạ. Thì cô bây giờ cô nhờ các cộng đồng mạng chia sẻ giùm trên cộng đồng mạng, nếu mà gặp con tôi ở đâu thì nhờ liên hệ hiệp sĩ anh Nguyễn Thanh Hải với anh Công Trần qua số điện thoại 0913785858. Sự việc của cô thì đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã tiếp nhận và sẽ cố gắng hết sức ghi hình cô cũng như là chia sẻ đăng tải trên khắp các trang mạng xã hội, cũng như đi tìm kiếm bên ngoài để giúp cho con gái nhà mình sớm xem quay được về. Và quay trở về đoàn tụ cùng với gia đình đó. Nếu có cái gì khúc mắc khó khăn bên ngoài hoặc có tâm sự nỗi lòng gì thì cũng rất mong về để mà chia sẻ với người mẹ đúng không ạ? Đúng. Dạ rồi thì toàn bộ câu chuyện của cô nãy giờ cô chia sẻ có hoàn toàn đúng với sự thật không? Sự thật đó. Nếu có gì sai trái thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Và cái video này cô lên nhờ đội sĩ Thanh Hải chia sẻ lên khắp các trang mạng xã hội. Dạ, đang tìm con gái, đang cho nó mau quay về gia đình. Là cô có đồng ý cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải lên không ạ? Đăng lên, đang tìm con gái nó mau quay về. Và cái video này sẽ không bao giờ gỡ xuống. Cô có đồng ý không? Đúng. Tại vì khi mà đăng lên rồi thì đội sẽ không bao giờ gỡ. Thứ nhất, đây là một cái video thông điệp ý nghĩa tới nhiều bậc phụ huynh, nhiều các gia đình cũng như là toàn thể quý cô chú anh chị trên cộng đồng mạng xem để mà thấu hiểu
để mà truyền tải nhiều cái thông điệp trong cuộc sống ý nghĩa hơn. Nên mà đội sẽ không bao giờ gỡ cô nha. Cha mẹ rất đau lòng lắm Trân ơi, con đi như vậy cha mẹ không biết con ở đâu. Bây giờ con coi cái video này con phải mau quay về đi cái cha với mẹ. Dạ. Trân ơi, nếu mà em có xem được cái video này, mẹ của em lặn lội hàng trăm cây số ở dưới Kiên Giang lên đây để nhờ đội hiệp sĩ người Thanh Hải tìm em, thì anh mong rằng em ở đâu đó hoặc em đang xem cái video này thì em hãy nhanh chóng quay trở về nhà đoàn tụ cùng với cha mẹ em nha. Thì thưa quý cô chú anh chị, vừa rồi toàn bộ câu chuyện của người mẹ từ Kiên Giang đi tìm con gái, lấy chồng ở Trung Quốc và về Việt Nam thăm gia đình. Và như người mẹ cũng chia sẻ thì em cũng bị bệnh tình, đó là đau đầu. Và sau khi điều trị về thì được hơn một tuần thì em cũng đã bỏ đi. Không biết lý do nguyên nhân gì em bỏ đi. Thì em rất mong tất cả quý cô chú anh chị, cộng đồng mạng xem và chia sẻ lan tỏa mạnh mẽ để giúp cho em Trân xem được video này. Hoặc quý cô chú anh chị có thấy em Trân ở đâu thì giúp cho em Trân sớm quay trở về nhà đoàn tụ cùng với lại gia đình. Rồi một lần nữa em chân thành cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị, cộng đồng mạng rất là nhiều trong suốt thời gian qua đã luôn đồng hành cùng với đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải. Em xin cảm ơn, rất là nhiều. Cô cảm ơn. Cô cảm ơn trước là đội hiệp sĩ anh Nguyễn Thanh Hải, anh Công Trần với các anh em trong đội hiệp sĩ đường phố luôn. Cô đấy, cô nhiều kênh như vậy rồi cô rất là hài lòng và mấy anh em đã giúp đỡ biết bao nhiêu người là qua cái khó khăn với trường hợp mà chồng đã bỏ đi hoặc là vợ bỏ ra đi, là bỏ gia đình con cái này kia nọ. Anh em gắn, anh em giúp đỡ tận tình luôn. Từ chỗ đó thì cô rất cảm ơn đoàn mà đội hiệp sĩ anh Thanh Hải, anh Công Trần với các anh em trong đội hiệp sĩ với đường phố luôn. Nếu mà cộng đồng mạng mà em xin kiểu như mấy anh mấy cô bác đều cộng đồng mạng được có gặp con gái em đâu thì nhờ các cộng đồng mạng chia sẻ điện thoại về cho anh hiệp sĩ anh Hải, anh Nguyễn Thanh Hải với anh Công Trần đội hiệp sĩ với các anh em trong đội. Lần này tôi rất cảm ơn và mang ơn cộng đồng mạng hết mình luôn. Ở đây là đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ hoàn toàn miễn phí cô nha. Không lấy tiền bất kể một ai hết nha. Khi mà tất cả quý cô chú anh chị mà tới đây nhờ đội giúp đỡ thì đội sẽ hoàn toàn miễn phí. Nên cô yên tâm nha. Và đội sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ bằng cái tâm. Cố gắng nỗ lực để mà kết nối, tìm được, sớm tìm được thông tin mà... về con của mình. Đúng rồi, tại vì tôi nhờ lên tới đây mà dục biết bao xa nữa, từ Kiên Giang lên đây. Nhờ các anh em hiệp sĩ nè. Thì tin tưởng mấy anh em bấy nhiêu, coi cái kênh này nhiều rồi, giúp đỡ biết bao nhiêu người rồi. Giúp đời giúp người. Cho nên là cô tin tưởng cô lên đây nên nhờ các anh em trong đội hiệp sĩ anh Thanh Hải, anh Công Trần với các anh em ở đường phố luôn. Đó thì cô mới tin tưởng cô lên đây nhờ các cộng đồng mạng luôn chia sẻ mà mạnh lên. Đặng có nếu gặp con em con Diễm Trân này ở đâu thì nhờ các cộng đồng mạng là chia sẻ rồi điện thoại về với số của đội hiệp sĩ Thanh Hải, đó là 0913785858. Dạ rồi thì cảm ơn câu chuyện của cô. Chúc cho cô cũng như đại gia đình nhà mình nhiều sức khỏe và sớm nhận được tin vui, đó là con gái nhà mình quay trở về. Dạ con chào cô. Cô cũng chào con với cả chào các cộng đồng mạng. Rất cảm ơn các cộng đồng mạng với anh em đội hiệp sĩ. Dạ. Mau tìm kiếm cha con của cô mau về. Dạ, cô cảm ơn. Cô, dạ.